Sáng nay, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn, Hải Dương đã tuyên án bị cáo Trương Thị Hương, thường được biết đến với tên gọi cô đồng bổ câu, trú tại khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, mức án 7 năm 3 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian chấp hành hình phạt từ ngày 4 tháng 8 năm 2023. Về trách nhiệm dân sự, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn buộc bị cáo Trương Thị Hương phải có nghĩa vụ trả cho vợ chồng anh Trần Thế Xuân, chị Nguyễn Thị Minh Khánh số tiền 170 triệu đồng. Trương Thị Hương được biết đến với danh xưng cô đồng bổ câu, vừa xem bói vừa hỏi đúng nhận sai cãi. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 2 năm 2022, tại nhà riêng ở phường Hiến Thành, Trương Thị Hương đã lợi dụng sự mê tín của vợ chồng một người đàn ông 34 tuổi, trú tại phường Hiệp An, Kinh Môn, để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói và chiếm đoạt tiền. Ngày 6 tháng 12 năm 2022, Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh Trần Thế Xuân, 34 tuổi, trú phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, xem bói cho anh Xuân và đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh tin tưởng là nhà anh bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn. Để giải hạn thì phải đưa cho Hương số tiền 180 triệu đồng để Hương làm lễ cúng giải hạn và gia đình anh Xuân sẽ bán được nhà trong tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, đến hết tháng 12 năm 2022, anh Xuân vẫn không bán được nhà, công việc cũng không thuận lợi. Ngày 12 tháng 2 năm 2023, anh Xuân có đơn tố giác hành vi của Hương đến Công an thị xã Kinh Môn. Chiều ngày 4 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương, sinh năm 1986. Sau đó, Hương bị Viện Kiểm soát Nhân dân thị xã Kinh Môn truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn đã mở phiên xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, phiên xử sáng ngày 21 tháng 8, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để điều tra bổ sung vụ án. Theo nội dung quyết định trả hồ sơ, với việc hành nghề trên, bị cáo Hương còn xem bói làm lễ cho nhiều người. Trong đó, nhiều người đã chuyển tiền cho Hương qua tài khoản mang tên Hương tại một ngân hàng thương mại. Tại phiên tòa, bị cáo Hương khai không nhớ nội dung nhận tiền qua tài khoản nói trên và đề nghị được giữ quyền im lặng. Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Kinh Môn để điều tra bổ sung các nội dung chuyển tiền, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng của bị cáo Hương. Tuy nhiên, ngay trong ngày 21 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã tiếp tục chuyển hồ sơ cho Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn đề nghị tiếp tục xét xử, không đồng ý trả điều tra bổ sung. Lý do là vụ án đã được Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Kinh Môn xem xét, điều tra chặt chẽ, đúng quy định, không có dấu hiệu bỏ lọt chi tiết, hành vi phạm tội nào của cô đồng Trương Hương. Công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người thiệt mạng và cứu chữa người bị thương trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang được chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai khẩn trương. Trong điều kiện trời vẫn đổ mưa, bùn lũ tràn về trên diện rộng, nhiều nơi ngập sâu. Và đến nay hơn 600 người được huy động tham gia cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân. Từ hơn 13 giờ ngày 9 tháng 11, 100 chiến sĩ đã được phân công tìm kiếm các thi thể nạn nhân dọc suối Nủ từ sông chảy vào. 200 chiến sĩ vào hỗ trợ tại thôn Làng Nủ. Thêm vào đó, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên, Lào Cai khoảng 300 người chia làm hai mũi cùng tham gia tìm kiếm dẫn đường. Ngoài ra, các đơn vị chỉ huy tại hiện trường cũng đã phân công cụ thể, chỉ đạo công tác tìm kiếm phải khẩn trương nhưng đặt an toàn cho các lực lượng cứu hộ. Huyện Bảo Yên cũng đã thành lập đầu mối tiếp nhận, phân bố các nguồn hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo việc tiếp nhận ủng hộ. Trước mắt nhanh chóng hỗ trợ kinh phí để lo an táng cho những người bị thiệt mạng. Ba kíp cấp cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng hiện đang cùng bệnh viện địa phương túc trực cấp cứu người bị thương. Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão số 3, các tỉnh khu vực miền núi Trung du Bắc Bộ đang có mưa lớn, xảy ra lũ quét, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Các đơn vị bộ đội biên phòng như là Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức ứng cứu, phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Các đơn vị bộ đội biên phòng đã điều động 343 lượt cán bộ chiến sĩ với 31 lượt phương tiện phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Công tác cứu hộ cứu nạn được thực hiện thường xuyên, xuyên đêm. Nhiều đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, cano, tàu xuồng các loại phối hợp với các lực lượng phương tiện trên địa bàn
tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả. Lực lượng bộ đội biên phòng đã huy động toàn lực lượng, nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả và giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra. Dự báo trong những ngày tới, khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc tiếp tục có mưa lớn, cảnh báo dông lốc, lũ quét, mực nước trên các dòng sông dâng cao. Vì vậy, các đơn vị bộ đội biên phòng tiếp tục phối hợp với địa phương, tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để có phương án xử lý kịp thời khi có mưa lớn. Trong trường hợp cần thiết, phải tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các cơ quan đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các hộ dân nằm trong diện sơ tán, tăng cường tuyên truyền cảnh báo về hoàn lưu sau bão như mưa lớn, dông lốc, lũ quét và hướng dẫn người dân phương án phòng chống. Thưa quý vị, không chỉ sông Hồng mà cả khu vực sông Đuống tại Hà Nội, hiện mực nước dâng lên sát mức báo động, khiến nhiều người dân sinh sống tại khu vực ven sông lo lắng, đứng ngồi không yên, ghi nhận của phóng viên VTC. Thưa quý vị, nơi tôi đang đứng là thuộc tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và trước ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày vừa qua, các hộ ven sông Đuống tại phường Giang Biên cũng đang chống chọi với những ảnh hưởng của mưa lũ, của hoàn lưu bão và của việc nước sông dâng cao. Bà Hòa là một trong những người dân sinh sống tại khu vực ven sông Đuống. Cũng như nhiều người dân khác tại đây, bà rất lo lắng về tình trạng mực nước trên sông đang tăng nhanh ở mức báo động. Chưa hoàn hồn lại cái cơn bão số 3, bây giờ lại đến ngập lụt, lũ lụt. Tôi đang ở cơ quan, coi như là nghe tin là nước lên to là phải xin về. Bây giờ là về là đồ mua các thứ để dự trữ. Bây giờ mẹ già là phải lo. Đến bây giờ năm nay cái trận này mới là cái trận coi như là lịch sử nhất đấy. Từ lúc năm đấy tôi bé đến bây giờ. Thì tháng nếu như tốc độ này mà nó còn như này thì nó chỉ lên 2 bậc nữa. Sao đến hết đêm nay. Đấy. Còn đến mai thì cũng chưa biết được. Mong là lũ sẽ qua đi, dân đỡ khổ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Giang Biên, quận Long Biên đã họp khẩn, huy động các lực lượng chức năng di rời khẩn cấp hàng chục hộ dân khu vực sát mép bờ sông Đuống đến trường trung học cơ sở Giang Biên để lưu trú. Ủy ban phường quan tâm là cho chỗ ăn chỗ ngủ rất chi là chu đáo. Mọi người là ban ngày là phải đi làm, tối các bạn mới đi làm về. Chúng tôi tập trung vào cái việc phân tích cho bà con hiểu được cái sự nguy hiểm ở cái vùng sạt lở này. Thứ hai là tuyên truyền để cho người dân biết được cái vị trí nơi đến, có điều kiện về cơ sở vật chất, men, về thực phẩm để cho bà con yên tâm. Kết quả là 27 hộ này đã thống nhất di chuyển, chấp hành cái yêu cầu của địa phương về nơi an toàn. Dự báo tại Hà Nội vẫn có mưa vào ngày mai và lũ vẫn tiếp tục dâng lên cao. Người dân lại thêm một đêm mất ngủ vì lo lắng.